Mỗi lượt tải app và đăng ký qua đường link của bạn sẽ mang lại 150.000 đồng. Hãy nhầm tính thử xem, với mức hoa hồng không tưởng thế này, chỉ cần 1.000 người đăng ký thôi, bạn đã hốt ngay 150 triệu đồng. Vì bạn đã nhấp vào video này, có lẽ mình sẽ không phải giới thiệu dài dòng về Temu nữa. Đơn giản là nếu bạn đã bỏ lỡ làn sóng kiếm tiền affiliate với Shopee hay TikTok Shop, thì đây chính là chuyến tàu chót không thể bỏ qua đặc biệt nếu bạn là youtuber hoặc tiktoker thì lại càng phải quan tâm sâu sắc hơn bởi vì ở phần cuối của video mình sẽ tiết lộ thêm tại sao trong sân chơi mới mẻ này nhà sáng tạo video có thể tạo ra thu nhập vượt trội so với những người làm affiliate temu thông thường khác hãy cùng khám phá chi tiết cách biến việc lướt app thành khoản thu nhập đáng kể nhé temu là một ứng dụng đến từ trung quốc hiện đang gây bão trong thế giới thương mại điện tử với phong cách vận hành tương tự shopee hoặc Lazada thời kỳ đầu. Để nhanh chóng tổng tiến công chiếm lĩnh thị trường e-commerce Việt, Temu quyết định chơi lớn với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để thu hút người dùng mới như giảm giá tới 90% và các phần thưởng bằng tiền mặt cho người giới thiệu. Tuy nhiên, điều khiến Temu khác biệt so với các nền tảng mua sắm khác là bởi vì Temu là một gã khổng lồ, quy mô lớn gấp nhiều lần so với Shopee hay Lazada. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu PDD, chủ sở hữu của Temu đang giao dịch quanh mức giá 120 đến 130 đô la và vốn hóa thị trường lên tới khoảng 180 tỷ đô. Thậm chí rất nhiều người dự đoán rằng Temu sẽ trở thành app thay thế cho Amazon trong một tương lai không xa. Điều đáng chú ý là Temu không chỉ cho phép người dùng mua sắm giá rẻ mà còn mở ra cơ hội kiếm tiền thông qua chương trình affiliate marketing tiếp thị liên kết. Tức là khi bạn giới thiệu app này đến bạn bè, người quen hoặc khán giả của mình nếu bạn là nhà sáng tạo thì những khoản hoa hồng hấp dẫn đang chờ đón bạn. Có 3 cách kiếm tiền với Temu. Cách thứ nhất là tiếp thị liên kết. Để kiếm tiền theo cách này, bước đầu tiên bạn cần tải về ứng dụng Temu. Link tải app mình sẽ để trong phần mô tả của video. Sau khi tải app về, mình có thể tạo tài khoản hoặc đơn giản có thể đăng nhập luôn bằng tài khoản Google hoặc Facebook có sẵn của bạn. Bước 2: Giới thiệu bạn bè và nhận hoa hồng. Vào website dành riêng cho affiliate của Temu. Hãy lưu ý rằng đây là một website riêng không giống với giao diện mua sắm chính như khi bạn mới đăng ký trong bước 1. Để tiện cho việc tìm kiếm, mình cũng sẽ để link affiliate này bên dưới video. Hãy đánh dấu link thứ hai này để tiện cho việc thao tác sau này. Sau khi đăng ký trở thành đại lý của Temu xong, bạn sẽ nhận được ngay 50.000 tiền mặt. Ngay ở đầu trang tiếp thị liên kết này, bạn sẽ nhìn thấy nút chia sẻ để kiếm tiền. Khi click vào đây, Temu sẽ hiện sẵn cả link và nội dung copywriting để bạn dễ dàng giới thiệu cho những người khác. Bạn chỉ cần click vào tài khoản mạng xã hội tương ứng là Temu sẽ tự động chia sẻ bài viết lên tường của bạn. Tất nhiên, bạn cũng có thể chỉ cần copy link rồi tự viết nội dung copywriting để tăng thêm hiệu quả chuyển đổi. Nên nhớ rằng khán giả của bạn phải tải app về và thực hiện việc mua sắm thì bạn mới có thể rút được tiền hoa hồng. What? Mỗi lượt tải app và đăng ký qua đường link của bạn sẽ mang lại 150.000 đồng. Hãy nhầm tính thử xem, với mức hoa hồng không tưởng thế này, chỉ cần 1.000 người đăng ký thôi, bạn đã hốt ngay 150 triệu đồng. Ngoài ra, trong vòng 30 ngày kể từ khi người đó tải Temu, bạn sẽ nhận được thêm 10-30% hoa hồng phát sinh trên giao dịch của họ mà với mức đại hạ giá của Temu, hầu như không ai có thể cưỡng lại được và cũng sẽ phải thử mua hàng dù chỉ một lần để trải nghiệm dịch vụ. Ở bên dưới của trang tiếp thị liên kết này, bạn còn thấy những ưu đãi khác dành cho người được giới thiệu, tức là khán giả của bạn. Team design của Temu thiết kế giao diện chỗ này hơi rối khiến cho hầu hết người dùng hoa hết cả mắt. Cụ thể, linh ưu đãi độc quyền để tìm được các sản phẩm độc lạ giá rẻ bất ngờ, giao hàng miễn phí và đổi trả trong 90 ngày. Linh quà tặng miễn phí để được nhận các món quà bất ngờ từ Temu, Linh giảm giá 1 triệu 500 ngàn đồng để nhận ngay tín dụng 1,5 củ vào tài khoản, Linh giảm giá 30% để nhận ưu đãi giảm giá khủng khi mua hàng. Trong mỗi ưu đãi lại có nhiều cách khác nhau để khán giả nhận quà, chẳng hạn trong ưu đãi độc quyền này có linh liên kết chung, tức là khán giả có thể mở được dù đang trên thiết bị nào, máy tính, điện thoại, iPad, vân vân lại có phần liên kết sâu khi click vào sẽ dẫn khán giả trực tiếp đến Apple Store hoặc Google Play Store để tải và cài app. Nói chung là quá rắc rối theo ý kiến cá nhân của mình và cũng như cách làm của tất cả các nền tảng đi trước là mỗi người làm tiếp thị liên kết chỉ cần có một link duy nhất để tiện quản lý. Nếu có nhiều ưu đãi khác nhau như thế này thì từ một link chung đó tạo ra một landing page với nhiều sự lựa chọn để khán giả tùy ý khám phá tiếp. Trong thời điểm hiện tại, bạn chỉ cần dùng link trên cùng lấy từ nút màu cam này, còn các link bên dưới với các ưu đãi riêng, thỉnh thoảng bạn có thể sử dụng để tăng tính đa dạng khi đăng nhiều bài khác nhau với nội dung khác nhau lên tường cá nhân. Cách thứ hai Mời đường link Cách Temu đặt tên cho chương trình thứ hai này cũng hơi hại não. Mời đường link Tuy cái tên nghe hắc não như vậy nhưng thực ra cũng không quá phức tạp đâu. Nếu ở cách thứ nhất bạn mời khán giả tải app và sử dụng Temu thì ở cách thứ hai này bạn mời họ trở thành đại lý giống như bạn. Với mỗi người chấp nhận trở thành đại lý, thông thường bạn sẽ kiếm được 80.000 đồng. Ngoài số tiền kiếm được từ mỗi link này, bạn cũng sẽ kiếm thêm được 20% hoa hồng từ các đại lý cấp dưới. Và đặc biệt nhất, nếu người đó là một KOL, KOC hay là người có sức ảnh hưởng, bạn sẽ kiếm thêm được tối đa lên đến 500 ngàn nữa, tổng cộng là 580 ngàn đồng cho mỗi link. Cụ thể, với tài khoản TikTok hoặc Insta có hơn 50 ngàn follow, bạn sẽ kiếm được 250 ngàn đồng. Nếu tài khoản YouTube có hơn 50 ngàn follow, bạn sẽ kiếm được số tiền tối đa là 500 ngàn cho mỗi link. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi làm sao Temu biết người đó có bao nhiêu follow? Đơn giản thôi, bạn hãy hướng dẫn cho họ liên kết tài khoản Temu với kênh của họ bằng cách nhấp vào dòng chữ ủy quyền ngay ở đầu trang. Mỗi khi làm động tác này, họ sẽ nhận được tối đa 1 triệu 500 ngàn đồng vào tài khoản tùy theo số lượng follow của họ. Đến đây, có thể bạn đã thấy Temu ưu đãi cực khủng cho các nhà sáng tạo, bất kể dù là sáng tạo trên nền tảng nào. Họ đã chứng kiến thành công ngoài sức tưởng tượng của TikTok Shop tuy không có lợi thế về tài chính và logistics nhưng tiktok shop vẫn đủ sức càn quét làm mưa làm gió trên thị trường bán lẻ chỉ dựa vào lợi thế về mặt truyền thông tức là có kênh tiếp cận trực tiếp với người dùng temu thì không nắm được truyền thông nhưng bù lại họ có thể bỏ ra cơn mưa tiền mặt để mua creator về làm đại lý cho họ đừng quên rằng temu là một đứa con của một gia đình không có gì ngoài điều kiện với tiềm lực tài chính khổng lồ <laughs> Đứng sau lưng họ chính là tỷ phú Colin Huang, người giàu nhất Trung Hoa Đại Lục với tổng tài sản cá nhân lên tới 43 tỷ đô la. Chính vì vậy mà ở phần giới thiệu mình đã hứa sẽ tiết lộ tại sao TikToker, YouTuber sẽ có lợi thế đặc biệt khi kiếm tiền với Temu. Chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn điều này khi đến với cách kiếm tiền thứ ba. Cách thứ ba, chọn mặt hàng. Let's go. Và đây là... Với cách thứ ba này, bạn làm content review để giúp khán giả lựa chọn và mua sắm trên từng mặt hàng cụ thể. Trong giao diện này, bạn sẽ tìm được tất cả các mặt hàng hot nhất trên Temu. Dưới mỗi mặt hàng đều có nút chia sẻ màu cam để nhanh chóng giới thiệu cho người xem. Chẳng hạn khi nhấp vào sản phẩm đầu tiên này, bạn sẽ có link cũng như các quyền lợi và điều kiện điều khoản tương ứng đi kèm. Để tăng tỷ lệ chuyển đổi, bạn cũng có thể tìm kiếm các mặt hàng phù hợp nhất cho khán giả của mình từ ô tìm kiếm. Khi tìm được nhiều sản phẩm liên quan cùng hạng mục, thường xuyên được mua sắm cùng nhau, bạn có thể nhấp vào hình trái tim cho từng sản phẩm để đánh dấu, nhấp vào xem tất cả, sao chép đường linh mục, chọn từng sản phẩm muốn chia sẻ hoặc chọn tất cả ở góc dưới bên trái, sao chép đường link rồi chia sẻ cho khán giả của bạn cách kiếm tiền thứ hai này đặc biệt phù hợp tạo ra một kênh kiếm tiền hiệu quả giúp các bạn kol koc lựa chọn từ hàng triệu sản phẩm hot để review trên tiktok và youtube hãy nhớ rằng cho dù temu sốt xình xịch đến cỡ nào để chiến dịch thực sự có hiệu quả phải luôn tuân thủ hai nguyên tắc quan trọng nhất của tiếp thị liên kết một là tối ưu hóa nội dung content phải thực sự hay chứ suốt ngày chỉ chăm chăm bán hàng thì ngoài bạn và bà ngoại của bạn ra chỉ có ma nó xem mà thôi Điều quan trọng thứ hai là phải tự mình trải nghiệm và đánh giá khách quan để chọn được sản phẩm ngon bổ rẻ nhất cho khán giả. Nếu người review không có tâm thì thay vì nhận hoa hồng, bạn sẽ chỉ ăn toàn gạch đá từ khán giả thôi nhé. Ở trên màn hình là hai mã để đi thẳng đến vũ trụ Temu. Nếu bạn chỉ muốn đăng ký để trải nghiệm mua sắm như tỷ phú, hãy dùng mã bên trái để đăng ký tạo tài khoản. Còn nếu muốn kiếm tiền từ tiếp thị liên kết giới thiệu cho người dùng, hãy đăng ký theo mã bên phải để tạo thu nhập không giới hạn từ Temu nhé. Để tiện cho việc tìm kiếm, mình cũng sẽ để link affiliate này bên dưới video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Viet Creators.